sáng trong tâm con. Hôm nay đây chi thân con, tâm linh con thuộc về Ngài, nghe vang vang tiếng êm êm tiếng thánh linh dạy con. Hôm nay đây chi thân con, tâm linh con thuộc về Ngài, nghe vang vang tiếng êm êm tiếng thánh linh dạy con. Ngài đến ngự trị là thầy đón bơi quyền năng mọi thời lối chẳng còn hồn thơ tây tinh. Sống lại rồi, Ngài đã thắng quyền oai, mọi đời sống thuộc Ngài, hoàn toàn đổi thay. Chúa đã đến ngự trị, Ngài thay đổi đời con, mọi tội lỗi chẳng còn, đời con đầy khác xưa. Ngài đến ngự trị, Ngài thay đổi bởi quyền năng.